Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của DQ One. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm camera wifi ngoài trời có tên là C3TN Color đến từ thương hiệu EasyVid. Cùng theo dõi video để xem sản phẩm camera này có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên chúng ta cùng đến với khả năng quan sát ban đêm với 3 chế độ hoạt động khác nhau trên chiếc camera này. Với chế độ có màu thì camera sẽ bật đèn chiếu sáng khu vực xung quanh với tầm xa là 15m, giúp camera có thể ghi lại hình ảnh có màu trong điều kiện thiếu sáng như là ban đêm. Thứ hai đó là chế độ hồng ngoại, camera sẽ ghi lại hình ảnh với chất lượng là đen trắng nhưng vẫn đầy đủ chi tiết và đủ rõ nét nhờ vào đèn hồng ngoại với tầm nhìn xa là 30m được trang bị trên camera. Cuối cùng đó là chế độ thông minh, thì camera cũng sẽ ghi hình với chất lượng hình ảnh là đen trắng và khi phát hiện chuyển động trong khung hình thì camera sẽ chuyển sang chế độ ghi hình có màu, giúp chúng ta có thể nhận dạng chi tiết hơn đối tượng chuyển động trong khung hình. Được trang bị ống kính là 2 megapixel, cùng với đó là khẩu độ f2.0. C3TN Color cho ra chất lượng hình ảnh là Full HD sắc nét, cùng với đó là góc nhìn rộng là 122 độ. Ngoài ra thì camera được trang bị thêm mic ghi âm để thu âm thanh, qua đó thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát an ninh cả ngày lẫn đêm với chất lượng hình ảnh là sắc nét, đầy đủ màu sắc và âm thanh xung quanh. Trên camera C3TN Color có tính năng chủ động chống trộm thông minh, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay lập tức ở trên điện thoại của chúng ta khi mà camera phát hiện ra có chuyển động trong khung hình. Đồng thời thì camera sẽ bật đèn chiếu sáng để cảnh báo và đe dọa đến đối tượng đang có hành vi xâm nhập vào nhà của chúng ta. Là một sản phẩm camera ngoài trời, C3TN Color được thiết kế vỏ bằng chất liệu là nhựa cao cấp, cùng với đó là chuyện chống nước là IP67, giúp camera có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết là khắc nghiệt như là mưa lớn hay là bụi bẩn. Trên camera hỗ trợ kết nối không dây bằng Wi-Fi, hoạt động ở tần số là 2.4 GHz. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm cổng kết nối mạng bằng dây LAN, giúp cho camera có tín hiệu kết nối được ổn định hơn. Chúng ta có thể chia sẻ thiết bị này cho người thân để cùng theo dõi và giám sát an ninh của ngôi nhà. Trong những trường hợp mà chúng ta không muốn camera ghi hình lại thì chúng ta có thể bật chế độ riêng tư hay còn gọi là chế độ ngủ trên camera lên. Lúc này thì camera sẽ dừng theo dõi và dừng ghi hình cũng như là dừng thu âm thanh cho đến khi mà chúng ta tắt cái chế độ này đi. Camera C3TN Color cho phép chúng ta dễ dàng xem lại những cái lịch sử ghi hình của camera thông qua những dữ liệu được lưu trữ trên thẻ nhớ, lưu trữ trên đám mây hay là lưu trữ trên ổ cứng khi chúng ta kết nối camera với đồ ghi. Khe cắm thẻ nhớ của camera hỗ trợ khả lên tới là 256GB. Lưu trữ trên đám mây thì chúng ta cần phải trả phí để sử dụng được cái dịch vụ này của EasyVid. Với chuyển nén là H265 giúp camera giảm được 50% dung lượng lưu trữ và băng thông sử dụng nhưng vẫn giữ nguyên được chất lượng hình ảnh so với các cái dòng camera thông thường khác. Qua đó thì chúng ta có thể dễ dàng xem camera từ xa một cách mượt mà hơn. Những phụ kiện đi kèm với sản phẩm camera C3TN Color bao gồm một set hướng dẫn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau bao gồm cả tiếng Việt, một bộ cấp nguồn cho camera có thông số là 12V 1A, một bộ chống nước cho đầu kết nối mạng có dây của camera. Ở đây chúng ta sẽ có một tấm mẫu khoan giúp cho chúng ta dễ dàng lắp đặt cái chân đế camera, cùng với đó sẽ là một bộ ốc vít để cố định chân đế camera lên tường hay là lên trần nhà. Để mua sản phẩm này chính hãng và được hỗ trợ lắp đặt tại nhà, các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng của DigiOne, đặt hàng tại website digione.vn hoặc liên hệ tổng đài mua hàng miễn phí 1800 0047. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm camera C3TN Color và có thể đưa ra được cái lựa chọn phù hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.